Vâng, xin chào quý anh chị nhà đầu tư, lại là tôi Vũ Khỏe Bất Động Sản đây. Và ngày hôm nay thì tôi đang đứng hiện tại ở vị trí một khu đất ở ngay mặt đường của quốc lộ 1A. Thì hôm nay thì tôi xin phép được ngồi ở trong xe ô tô để chia sẻ với anh chị, bởi vì hiện tại cũng đang là khoảng 1:30 buổi chiều, rất là nắng, thời tiết rất là nắng ở Cam Lâm. Đấy. Như anh chị có thể thấy đây, ngay trước mặt của tôi đây là một cái khu đất ở ngay sát mặt đường quốc lộ 1A. Thì hiện tại quốc lộ 1A là cũng là một tuyến đường rất là huyết mạch ở tại Cam Lâm. Đấy, rất là đông xe đi lại, anh chị có thể để ý không? Đấy, quốc lộ 1A của chúng ta. Thì cái khu này thì về vị trí thì nếu mà từ cái khu đất này của chúng ta mà đi ra đến biển thì là rơi vào khoảng độ 6 km. Còn nếu mà đi sang đầm thủy triều thì đi qua quốc lộ 1A này của chúng ta và đi thêm khoảng độ 1,5 cây số nữa là chúng ta đã ra được đến đầm thủy triều rồi. Đấy, cái khu này thì thuộc địa phận là xã Cam Hải Tây. Đấy, thuộc địa phận xã Cam Hải Tây. Và anh chị hình dung là với những cái tiềm năng của Cam Lâm hiện tại, khi mà cao tốc Bắc Nam thông xe kết hợp với cái dự án của Vin được đi vào bắt đầu là được phê duyệt, thì tôi tin chắc chắn rằng là những cái vị trí ở dọc những cái tuyến đường huyết mạch như là quốc lộ 1A này của chúng ta, thì tôi tin chắc chắn rằng là sẽ có cái tiềm năng phát triển rất là lớn. Bởi vì sao? Bởi vì cái mức giá hiện tại ở khu đất này là với cái mức giá chỉ là từ khoảng độ 11 cho đến là 12 triệu một mét vuông. Đấy, cái khu đất này, toàn bộ khu đất này là có tổng cộng là 64 nền. Đấy, với cái diện tích là rơi vào khoảng độ 100 mét, khoảng 100 mét cho đến 120 mét, thì anh chị chỉ cần bỏ ra với cái số vốn khoảng độ từ 1 tỷ cho đến là 1,2 tỷ, anh chị có thể sở hữu một cái lô đất ở cái vị trí ngay sát cái trục đường quốc lộ 1A này của chúng ta rồi. Đấy, thì là người ta hay có câu là gì ạ? Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, đúng không ạ? Thì cái khu này là vừa gần quốc lộ 1A này, gần đầm thủy triều này. Đấy, là ở Cam Hải Tây thì cũng có một cái khu gọi là khu thương mại dịch vụ rộng 162 hectare nữa, và đặc biệt là nó nằm ở Cam Lâm, nơi phát triển về thương mại cũng như là về du lịch nghỉ dưỡng trong tương lai cực kỳ là phát triển, nên là anh chị sở hữu ở cái vị trí này thì cũng rất là tiềm năng. Đấy, cái lòng đường này của chúng ta là rộng 8 mét anh chị nhé, 8 mét cả vỉa hè và đèn đường rồi là cây cối hạ tầng là chúng tôi cũng đã hoàn thiện xong hết tất cả rồi. Đấy, đường giải nhựa đấu nối trực tiếp với cả quốc lộ 1A. Anh chị gần như là đây, xung quanh mặt đường quốc lộ 1A chúng ta rất là nhiều cửa hàng kinh doanh có sẵn rồi. Thì thực sự anh chị nếu mà đầu tư ở vị trí này, anh chị có thể là về ở luôn được. Đấy, dân cư cũng tương đối là hiện hữu ở cái vị trí này. Đấy, ok, nếu như mà anh chị có nhu cầu mà sở hữu đầu tư ở những cái vị trí đất bám cái trục đường quốc lộ 1A này của chúng ta, thì anh chị có thể nhấc máy lên và liên hệ ngay với tôi, hoặc là có thể inbox Zalo của tôi để nhận thêm nhiều những thông tin mới nhất về Cam Lâm. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video sau. Xin chào.